Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dọc miễn phí, luôn hướng tới các giá trị của phương pháp giáo dục hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục dạy bài số 3, logarit, quy tắc tính logarit, giải từ lần và giải trên máy tính Casio FX580VNX. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững quy tắc tính logarit, biết dùng máy tính giải các bài toán cơ bản liên quan đến quy tắc tính logarit. Bây giờ chúng ta vào học bài mới. Mục 3 lớn đổi cơ số. Công thức đổi cơ số như sau. Thì cho 3 số dương ABC, A và C khác 1 để chọn A và C làm cơ số. Khi đó logarit theo cơ số A của B, chúng ta đổi sang logarit theo cơ số C như sau. Bằng logarit theo cơ số C của B chia cho logarit theo cơ số C của A. Ở trong công thức này các em lưu ý, đổi từ cơ số A sang cơ số C thì chúng ta viết một thương. Thương này là logarit theo cơ số C. Số B các em viết lại, còn cơ số A các em đưa lên nằm trong biểu thức logarit. Bây giờ chúng ta quan niệm như sau. Logarit theo cơ số A của B là cái tỷ số B đến A. Logarit theo cơ số C của B là tỷ số B đến C. Và logarit theo cơ số C của A là tỷ số của A đến C. Thì các em thấy rằng là B chia C mà chia cho A chia C sẽ bằng B chia A. Tức là chúng ta hiểu về phép chia của phân số để chúng ta hiểu sang tính chất đổi cơ số của logarit. Bây giờ ta có thể viết cái quy tắc này là như sau. Logarit theo cơ số C của B sẽ bằng logarit theo cơ số C của A nhân logarit theo cơ số A của B. Logarit theo cơ số C của B sẽ bằng logarit theo cơ số A của B nhân với logarit theo cơ số C của A. Và đây chúng ta cùng hiểu các logarit theo cách hiểu như trên thì chúng ta thấy là tính chất nhân các phân số là B trên C sẽ bằng B trên A nhân với A trên C. Tức là chúng ta nhớ lại là logarit theo cơ số C của B thì bằng logarit theo cơ số A của B nhân với logarit theo cơ số C của A. Các em nhớ phép nhân này để các em nhớ lại cái công thức ở bên trái. Trong công thức này thì các em lưu ý này. Logarit theo cơ số A của B mà nhân với logarit theo cơ số C của A thì các em hình dung như chúng ta bỏ A cho nhau thì chỉ còn một logarit theo cơ số C của B. Tiếp tục. Logarit theo cơ số A của B thì bằng 1 chia logarit theo cơ số B của A. Vì sao như vậy? Các em nhìn công thức đầu tiên, nếu các em thay C bởi B thì logarit theo cơ số B của B sẽ bằng 1. Thay C bởi B thì mẫu này là logarit theo cơ số B của A. Vậy khi đó ta có 1 trên logarit theo cơ số B của A thì bằng với trái, tức là logarit theo cơ số A của B. Đây là quy tắc đổi cơ số bằng cách dùng công thức này ra. Nếu đây chúng ta cùng hiểu, logarit theo cơ số A của B được viết dạng tỷ số và động một đơn như trên thì chúng ta cũng có tương ứng một phép chia, đó là B chia A sẽ bằng nghịch đạo của A chia B, tức là bằng 1 chia cho A chia B. Thì nhớ công thức này để chúng ta nhớ công thức logarit. Nó chính là công thức đổi cơ số. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em dùng máy tính để chứng tỏ sự đúng đắn của công thức như sau. Trước hết các em vào menu 1, các em nhấn shift răng thang store A, tức là chúng ta chọn một số lớn hơn 0, nhỏ hơn 1, lưu vào A. Và tiếp tục chúng ta chọn tiếp 1 cộng với shift răng thang store B, tức là chọn một số lớn hơn 1, nhỏ hơn 2, lưu vào B. Tiếp tục 2 cộng shift răng thang lưu vào C, tức là chọn một số lớn 2, nhỏ hơn 3, lưu vào C.
đại diện cho các số ABC ở trong công thức này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng máy tính, chúng ta kiểm tra lại tính đúng sai của công thức đầu tiên như sau. Các em quan sát trên màn hình lớn của máy tính. Bây giờ thầy sẽ làm bước thứ nhất. Đang còn ở chế độ menu 1, chúng ta nhấn Shift Run Thang, Store, nhấn AC để ngắt màn hình. Tiếp tục chúng ta nhấn 1 cộng Shift Run Thang, Store B, chúng ta lưu vào B. Tiếp tục 2 cộng Shift Run Thang, chúng ta lưu vào C, Store C, chúng ta ngắt màn hình. Như vậy là chúng ta lưu xong. Tiếp theo là chúng ta vào menu B, tức là cái menu để xác định tính đúng sai của một đẳng thức. Chúng ta nhập về trái của công thức đầu tiên. Với các biến A, chúng ta chọn A lớn, B chọn B lớn, C chọn C lớn. Và sau đó chúng ta nhập cho bằng bằng cách nhấn alpha can. Rồi chúng ta nhập về phải, sau đó chúng ta nhấn cho bằng, đã ra kết quả đúng. Bây giờ thầy thực hành như sau. Chúng ta vào menu B, xét tính đúng sai. Chúng ta nhập về trái của biểu thức thứ nhất, logarit theo cơ số A của B. Logarit alpha A, alpha B, bằng. Bằng thì chúng ta nhận alpha tan. Chúng ta nhập về phải là một phân thức tử là logarit theo cơ số C của B. Logarit theo cơ số C là alpha C của B, alpha B. Và mẫu là logarit theo cơ số C của A, alpha C, alpha A. Như vậy thì chúng ta nhập xong. Bây giờ chúng ta nhận cho bằng. Thì như vậy là máy tính khẳng định là các số chúng ta chọn tùy ý thỏa mãn yêu cầu bài toán thì đẳng thức tính đúng. Đây cũng là một cách kiểm chứng tính đúng đắn của công thức. Về nhà các em tiếp tục chứng tỏ tính đúng đắn của công thức này trên máy tính để các em làm quen với cách gán biến. Bây giờ tiếp tục sang mục tiếp theo. Thầy cho ABC là các số dương với số C khác 1 và mọi số thực alpha thuộc R. Thì khi đó các em thấy logarit theo cơ số A mũ alpha của B thì nó sẽ bằng 1 trên alpha. Tức là alpha này nằm ở mũ của cơ số, tức là nằm phía dưới chân của chữ G. Thì chữ alpha này viết ở mẫu mà có tử là 1. Nhân với logarit theo cơ số A của B. Bây giờ các em thấy này, chúng ta hôm trước có học một công thức, đó là logarit của một lũy thừa. Các em thấy logarit của một lũy thừa B mũ alpha thì alpha chúng ta đưa ra ngoài logarit để nhân với logarit. Thì đến bây giờ chúng ta lại có alpha nằm ở mũ của cơ số thì alpha chúng ta để ở mẫu. Đây là cách nhớ mà các em cần phải lưu ý. Đó chính là công thức đổi cơ số khi chúng ta biết cơ số có lũy thừa alpha. Bây giờ thầy hướng dẫn các em sử dụng máy tính để chứng tỏ tính đúng đắn của công thức này. Các em làm như cũ, đó là vào menu 1 Shift Run Thang Store A, 1 cộng Shift Run Thang Store B, 2 cộng Shift Run Thang Store C. Tiếp theo là các em cùng vào menu B như cũ và các em nhập về trái. Nhưng lưu ý rằng alpha được thay bởi biến C. Bây giờ chúng ta thực hành như sau. Chúng ta đang còn ở chế độ menu B. Chúng ta nhập về trái logarit theo cơ số A mũ alpha của B. Logarit theo cơ số A alpha A mũ C
fa se của b tức là alpha b, chúng ta nhấn cho bằng alpha k, chúng ta nhập về phải là 1 trên alpha. Alpha là alpha c. Ở đây chúng ta phải điền thức nhân hoặc chúng ta mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn cho biểu thức tiếp theo. Nhân với logit theo cơ số a của b, alpha a, alpha b. Như vậy chúng ta nhập xong, chúng ta nhận vô bằng thì kết quả đúng. Như vậy là thầy kiểm chứng xong. Về nhà các em xem sách giáo khoa để chứng minh các công thức này bằng phương pháp tự luận. Bây giờ tiếp tục thầy sang làm ví dụ tiếp theo. Ví dụ là cho hai số thực dương AB thỏa mãn căn bậc 2 của A khác B và A khác 1, và logarit theo cơ số A của B bằng 2 tính T bằng logarit theo cơ số căn bậc 2 của A trên B của căn bậc 3 của A nhân B. Chúng ta có 4 đáp án. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải như sau. Bởi vì bài này chúng ta giải tự luận rất là dài, bài này thầy sẽ giải trên máy tính để các em có một kỹ năng giải sau này khi làm bài trắc nghiệm. Trước hết, logarit theo cơ số A của B bằng 2 thì theo định nghĩa logarit B sẽ bằng A mũ 2. Vậy thì đến bây giờ chúng ta gán A cho một số thực dương khác một, đó là Cipran. Thì khi đó chúng ta sẽ lưu cái A này vào một biến A, sau đó chúng ta tính B là sẽ bằng biến A đó bình phương, đó là B. Sau khi chúng ta gán biến xong thì chúng ta tính cái biểu thức B này bằng cách gọi A lớn thay bằng A nhỏ, B lớn thay bằng B nhỏ để chúng ta kết thúc. Đó là cách suy nghĩ để làm. Bây giờ thầy viết lại cái cách làm như sau. Chúng ta vào menu 1 nhấn Shift Run thăng Store A là bằng A, và alpha A bình phương lên Store B chính là B, B này là bằng A bình phương. Sau đó chúng ta vào menu 1, chúng ta nhập cái biểu thức T này với A chúng ta nhập bằng alpha A, B chúng ta nhập bằng alpha B thì chúng ta sẽ được kết quả. Bây giờ thầy thực hành. Chúng ta trở về menu 1. Thầy nhập lại từ đầu. Thầy chọn Shift Run thì lưu về biến A, Store A. Thầy ngắt màn hình. Bây giờ thầy tính B. B là bằng alpha A bình phương Store B. Như vậy B lớn là B nhỏ, mà A lớn là A nhỏ. Chúng ta ngắt màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái biểu thức T này như sau. Logarit theo cơ số, cơ số là một dạng phân thức, chúng ta nhấn vào dạng phân thức căn bậc 2 của A, căn bậc 2 A là alpha A trên B là alpha B của biểu thức tiếp theo là căn bậc 3. Các em nhấn vào Shift căn này là có căn bậc 3 của A nhân B, tức là alpha A, alpha B. Như vậy chúng ta nhập xong, bây giờ chúng ta nhân cho bằng. Các em thấy kết quả bằng trừ 2/3. Chúng ta xem đáp án. Đó chính là đáp án D. Như vậy các em thấy bằng máy tính thì các em tính biểu thức này rất đơn giản, nhưng mà bằng tự luận thì các em làm bài này hơi căng thẳng. Như vậy thì qua bài hôm nay thầy đã giới thiệu các em quy tắc đổi cơ số, và tiếp theo là quy tắc đổi cơ số mà có số mũ ở cơ số. Và thầy được hướng dẫn các em cách sử dụng máy tính để chứng tỏ tính bằng nhau của các công thức này. Đây là một cách luyện tập để các em làm các bài tập sau này.
Như vậy bài học hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GSP hoặc website gsplêminh.com. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bộ này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.